Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 5 tháng 1 năm 2021, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá thanh long tại Miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo. Thì trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng với kênh. Thưa quý bà con, hôm nay thì giá thanh long của chúng ta lại tiếp tục duy trì ở mức rất là thấp ha bà con ha. Đây là cái tình hình chung khi mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái thông báo là ngừng nhập khẩu từ phía nước bạn Trung Quốc. Đó thì nó đã ảnh hưởng quá lớn đến cái giá thành thanh long của chúng ta ở trong nước. Có thể nói trong thời điểm này thì thương lái, bà con nhà vườn cũng như là các kho thu mua thanh long đều đang rất là điêu đứng. Đó, thậm chí là ngay lúc Trung Quốc đưa ra thông báo là chúng ta vẫn còn vài trăm chiếc container thanh long đang đợi tại cửa khẩu để thông quan qua Trung Quốc nữa. Đó, cái tình trạng nó rất là thảm luôn. Và hiện nay thì vẫn chưa có biện pháp nào được đưa ra để mà giải quyết cái tình trạng này. Và dự kiến là tới ngày 26 tháng 1 mới là cho ra cái thông báo mới. Lúc đó mới cho ra thông báo mới biết tình hình như thế nào. Cho nên là thanh long của chúng ta là mỗi ngày đều rớt giá ha bà con ha. Thì đây là một cái tin rất là buồn. Thì nhiều bà con cũng đã nắm được tình hình rồi. Đó, thì kênh Nhà Nông Miền Tây cũng cũng gọi là mang đến những cái thông tin cập nhật mỗi ngày cho bà con thôi. Đó, thì nếu như có thông tin nào mới, các cơ quan ban ngành, chính quyền có cái nội dung nào mới để hỗ trợ cho bà con thì kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ cập nhật cho bà con sớm ha. Rồi, còn giá ngày hôm nay thì thanh long ruột đỏ miền Tây loại 1 là 11 đến 13 ngàn, loại 2 từ 6 tới 9 ngàn, loại 3 từ 2 tới 4 ngàn, hàng giạt là 1 đến 2 ngàn đồng. Còn thanh long ruột trắng miền Tây thương lái mua xô là từ 5 tới 7 ngàn đồng. Ở Bình Thuận thì thanh long ruột trắng bò đẹp là 10 ngàn, 9 ngàn và 8 ngàn, bò sàng là 8 ngàn, 7 ngàn và 6 ngàn, hàng giạt là 1 đến 2 ngàn đồng. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp giá về vựa là 11 đến 13 ngàn đồng. Còn thanh long ruột trắng mua xô là từ 5 đến 7 ngàn đồng ha bà con ha. Bà con nắm giá ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại.